quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 1%, thay vì cả người lao động và chủ sử dụng lao động đóng cố định là 1% mỗi bên. Theo đó, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo luật việc làm sửa đổi và trong đó thì đề xuất linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay vì mức cố định như hiện nay. Cụ thể thì Bộ cho biết rằng luật việc làm quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động cố định là 1% mức tiền lương tháng. Do đó thì chưa đảm bảo tính linh hoạt trong điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhất là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái khi mà quỹ kích dư lớn. Tại dự thảo, Bộ cũng đề xuất là sửa đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách nhà trung ương đảm bảo. Tại phiên bào chữa tranh luận cho các bị cáo liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc của Ngân hàng SCB, người đã chở 5,2 triệu đô la Mỹ đến nhà của cục trưởng cục 2 Ngân hàng Nhà nước xin khoan hồng để có thể sớm trở về với gia đình. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị truy tố hai tội là tham ô tài sản và vi phạm về quy định hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, nên Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tù chung thân. Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB, luật sư cho rằng bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong việc làm rõ tình tiết quan trọng của vụ án. Ngoài ra, bản thân bị cáo cũng có động thái khắc phục hậu quả. Bị cáo Văn cho biết, SCB phải phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ của bà Trương Mỹ Lan trong quá trình tái cơ cấu, nên phải chịu ảnh hưởng từ bà Lan. Vì vậy, khi sai phạm, các bị cáo phải chịu hình phạt nặng thì không công bằng. Trả lời chủ tọa về việc bị cáo Trương Mỹ Lan đòi tiền thuê nhà mà SCB đã thuê tòa nhà của con gái bà Lan ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Văn thừa nhận khi SCB chuyển hồ sơ về tòa nhà ở đường Nguyễn Huệ, quận 1 thì có thuê nhà của gia đình bị cáo Lan. Quá trình thuê nhà, SCB có ký hợp đồng đặt cọc 300 tỷ đồng. Hội đồng xét xử có thể căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, hợp đồng đặt cọc xử lý đúng quy định của pháp luật. Từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cho biết là công tác chuẩn bị cho tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 đang được triển khai đúng kế hoạch. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập là thi tuyển, gồm 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Môn thi thứ tư nếu có sẽ công bố vào cuối tháng 3 năm 2024, được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, cũng liên quan đến vực giáo dục và cũng có liên quan đến một bài viết mà chúng tôi đã điểm qua trong một điểm báo. Đó là vụ 1.400 học sinh của trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN nghỉ học. Đại diện của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tạo điều kiện để học sinh chuyển trường, song nhiều phụ huynh không muốn. Đơn vị đã thành lập tổ chuyên môn và sẽ có đường dây nóng để xử lý đơn thư và phản ánh của các phụ huynh. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhiều lần làm việc với trường quốc tế Mỹ Việt Nam về việc trường cho tất cả học sinh nghỉ học. Nguyên nhân, nhà trường nói đang gặp khó khăn về tài chính và phương án được đưa ra là tiếp tục mời gọi các quỹ đầu tư tái cấu trúc lại nhà trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tính toán các phương án. Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi đến các trường và đặc biệt đề nghị là chủ trường cũng như là hội đồng trường, hiệu trưởng phải thực hiện cam kết về việc giảng dạy cho học sinh. Thứ hai là đối với các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục ngoài công lập tạo mọi điều kiện cho phụ huynh khi họ có nhu cầu chuyển trường. Bà Châu cho biết thêm, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, Sở đã làm việc với khoảng 20 phụ huynh học sinh tại trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Họ có ý không muốn chuyển trường mà muốn phía Sở trao đổi với chủ đầu tư, cho phép họ tiếp quản, điều hành nhà trường. Đây là điều vượt quá thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.